Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái chiếc mạch cảm biến âm thanh như thế này. Thì cái mạch này thì khi các bạn vỗ tay hoặc là nói thì nó sẽ cấp nguồn hai đầu này làm cho đèn sáng. Lúc này áp dụng ở mạch 220V khi các bạn lắp xe đây vào. Vì cái mic này của mình hơi kém nên là vỗ gọi là rát cả tay nó mới sáng được. Đây mình sẽ test thử các bạn xem nhé, mình phải hướng cái mic về đây để cho nó nhận âm thanh một cách tốt nhất. Hoặc mình sẽ phải lắp cái chóa như kiểu là bằng giấy này, to to này thì nó sẽ nhận âm thanh tốt hơn. Đây bạn thấy đèn đã sáng nhé. Ở đây có một công tắc để chúng ta sẽ tắt đi khi chúng ta vỗ xong. Còn cái này thì bắt các bạn chỉ thổi nhẹ vào là được nhé. Đây mình sẽ cho nhẹ để thổi. Chỉ thổi nhẹ phát là sáng thôi. Mic nó hơi kém chút. Đấy, vỗ tay là sáng. Rồi, bây giờ thì mình xin được hướng dẫn các bạn làm nhé. Kiện ba cần chú ý rất là ít thôi. Đầu tiên là con thyristor 2P4M. Con này các bạn lấy trong cái máy khử độc ozone có nhé. Ở đây mình có một con lấy trong máy này. Nhìn hai con này rất khá mới luôn. Hai con ở trong máy đấy khá mới. Ở trong cái máy đều có hai con nhé. Còn mạch nào con nữa mình không biết. Thì con này là thyristor, mình không biết là đọc như nào nữa. Thôi cứ đọc theo kiểu phiên âm tiếng Việt, nhìn nào đọc vậy thôi. Và cái đọc của nó không cần đến gì nhá, chỉ cần biết con này con 2P4M thôi. Thế ra là một cái mic này ở trong điện thoại bàn này. Thì mình thấy cái mic này như kiểu nó bị cắt hay sao á. Mình lắp cái mic tai nghe nó còn nhạy hơn cái này này. Thôi làm cái to nhìn cho nguy hiểm. Và con điện trở, trở 1K, 10K và 100K có vạch màu là nâu đen đỏ, nâu đen cam và nâu đen vàng. Một chiếc công tắc bấm. Vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ của nó trước. Đây thì SG2P4M. Mình sẽ nói thêm một chút. Đây là cái vạch trắng trắng này này. À cái có vạch kẻ kẻ này. Chính là con transistor khi đứng à, cái con 2P4M khi đứng kiểu này này. Đây chính là cái vạch này này. Đây cái phần nhiều hơn sẽ quay về bên đấy. Thì mình không nhớ là chân của con này là chân AKG, khác với chân của con transistor là BCE. Đây mic này, công tắc bấm 10K, 1K và 100K. Diode. Ở đây mình liệt kê thiếu một con diode nhé. Các bạn sử dụng làm con diode 4007 là được rồi, không cần con phải có làm gì cả. Đây, mạch chỉ như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ mạch ra giấy, xong chúng ta sẽ khoan lỗ để chúng ta sẽ làm nhá. Các bạn vẽ theo mình nhá. Thế còn cái sơ đồ nguyên lý vừa rồi, các bạn có thể chụp ảnh màn hình lại để xem. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ cái mạch của nó ra giấy để chúng ta sẽ khoan vào, khoan lỗ xong gắn linh kiện vào nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu.
Đây rồi, vậy là mình đã vẽ xong cái mạch này rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ tô cái linh kiện vào. Đấy, linh kiện chỉ có vài con như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái que nhọn để mình xiên lỗ đây để ta sẽ gắn linh kiện vào. Mình sẽ tận dụng cái này ở cái nội can voi để mình... Như vậy, mình đã khoan xong lúc để chúng ta sẽ gắn linh kiện vào. Mình sẽ giữ im ở đây một lúc để cho các bạn có thể nhìn lại hoặc các bạn có thể chụp ảnh màn hình để xem nhé. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần gắn linh kiện vào thôi. Đây, các bạn nhìn nhé, sườn cái bên này sẽ quay về đây này. Con này là con chở 100k, với chỉ số bên màu là nâu đen vàng. Mình sẽ gắn vào. Bây giờ linh kiện đã được gắn xong ở đây rồi, bây giờ thì mình chỉ câu dây thôi. Về phần dây các bạn sẽ cắt một mẩu dây điện lưới ra, các bạn sẽ lấy dây như này. Chúng ta chỉ cần tút ra để câu thôi, rất là đơn giản. Đây, về chỗ con 100k và con 1k ấy, thì mình sẽ nối hai chân nó vào nhau luôn, hồi câu gì cả, vì chân nó dài. Vì ở đây các bạn muốn hàn một cách dễ nhất, muốn câu dây một cách dễ nhất mà đỡ nhầm thì khi các bạn đây chân này mình đã nối xong nhá, thì mình sẽ tô hồng lại vậy. Rồi chân này mình không đảo động gì nữa bởi vì mình đã nối xong. Mấy chân nào mà đã nối xong rồi thì các bạn sẽ tô màu hồng vào nhá, à tô mực vào, tô bút dạ gì đấy thì nó sẽ đỡ nhầm. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục câu dây công tắc vào chân giữa của con 2P4M này.
Bây giờ thì mình chỉ còn chân mic này thôi. Mình sẽ hàn cái mic vào nhá. Ở đây là trừ của 12V này nên là các bạn sẽ hàn trừ của mic vào. Ở đây là cộng cộng của mic này, bên này cộng của mic này. Màu xanh dương là cộng. Vậy màu xanh lá là trừ. Mình sẽ hàn vào. Ở đây mình đã nối sẵn một dây lên rồi, bây giờ mình chỉ buộc vào thôi. Chân này của mình sẽ vào chân của hai trở này, như chân này này. Rồi, vậy là mạch đã coi như đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình chỉ nối hai cái đầu ao, hai cái đầu ra nó nhé. Hai cái đầu này sẽ nối vào hai cái đầu của con hai chân. Cái này tương tự mình sẽ nối trên kia còn lại của diode. Rồi, mạch tạo xong rồi. Thì vì phần dưới này các bạn dán cho nó bằng dính thì lớp gì vào. Bây giờ thì mình sẽ thử cấp nguồn cho nó. Thì với cái mạch này các bạn có thể dùng nguồn từ 3,7V như cái pin này hoặc 3V, nói chung từ 3V đến 12V đều được hết nhé. Ở đây mình sẽ lấy một bóng led để thử. Đây, thẳng cực dương này, chính là cực dương luôn này. Mình sẽ nối thử vào cái led này. Vâng, thì ở đây mình có một cái lỗi rất là lớn. Là mình vừa hàn cái đầu trắng con diode này sang bên này, bên mình đã chuyển lại rồi. Và đầu dương được nối chân giữa mình vừa chưa nối, và đây mình nối rồi. Thì cái phần nối nó không có gì cả, không đáng phải quay, bởi vì sao? Mình chỉ nhìn dây và nối lại thôi. Quan trọng là cái sơ đồ. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho bạn xem nhé. Thì cái mic này không được nhạy lắm nên là chỉ chúng ta chỉ cần thổi một phát là được rồi. Các bạn nhìn mình thổi phát ra đèn nó sáng. Các bạn bấm nút này để nó trở về này. Biết vỗ tay nó nhận không, bởi vì nó không được nhạy cho lắm. Trước thì một người bạn mình cho mình mượn cái mic rất là nhạy luôn, phải kinh khủng nhạy luôn, đứng đây chỉ nói một phát là được. Mình thấy 12V hình như nó nhạy hơn 3,7V sao bạn ạ. Cứ một cái mic thì bị đơ rồi sao ạ. Bây giờ phải thổi vào. Đây nha, các bạn để này, chắc hơi lỏng lỏng rồi. Thì mình làm video nên là cũng hơi vội, nên là làm mấy cái này nó chưa được chuẩn xác cho lắm. Thì các bạn lúc làm xong làm sao mà cho nó gọn gàng nhất nhé. Đây các bạn nhé, nghe tiếng thổi mình chỉ thổi một phát là được thôi. Đèn sáng rồi. Mới mở để tắt. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử nguồn 12V cho bạn cùng xem nhé. Thì về 12V thì mình thay đèn 12V thôi, cho cái led này vào thì ra đi luôn. Đây nguồn 12V 1.2A nhá, 1.2A. Đây là sau khi mình lắp nguồn 12V. Thì về cái này nha, các bạn không phải lắp tản nhiệt con này, bởi vì con này mình hoạt động rất là lâu, chạy cả motor mà nó không nóng một tí gì luôn. Thì cái này các bạn nên lắp thêm một cái như cái chõa này thì mình nghĩ nó sẽ thu âm tốt hơn. Đây mình thử vỗ tay xem nào. À, cái mạch này thì mình thấy hình như nó nhẹ hơn hay sao ạ. Đúng rồi, bây giờ vỗ tay là nó ấy được rồi đấy. Hay là hai cái nhỉ? Mình nhìn hai cái các bạn ạ. Không phải, đấy vẫn là một cái to thì nó mới được. Cái này các bạn chỉ thổi nhẹ vào là được nhé.
Đấy. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong một chiếc mạch bật tắt thiết bị âm thanh rồi. Thì với cái này các bạn có thể ứng dụng cho mạch 220V nhé. Các bạn sẽ áp dây này vào. Dây đây. Thì các bạn dùng nguồn nào thì áp dây này bấy nhiêu. Ở đây mình có con 12V này. Thì các bạn sẽ lên Google search dây này. Thì dây này nhé. Thì các bạn sẽ xem nguyên lý hoạt động của nó. Các bạn chỉ đọc qua thôi là các bạn sẽ hiểu nguyên lý hoạt động của nó và có thể lắp được cái mạch này. Khi cho điện đây thì nguồn này, cái đầu này nó nối được với đầu này. À, đầu này nối được đầu này. Khi cấp điện ra đây, thì bên mình nói khi có hiểu video cũng quá dài thì mình không nói thêm nữa. Thì bạn tự lên Google để search nhé. Đây thì các bạn có thể lắp thêm một cái chõa đây để cho thu âm tốt hơn. Bởi cái mic của mình cũng kém rồi. Nhìn cái mic của tai nghe nhìn rất là nhỏ, làm không hay cho lắm. Đã xong. Chúc bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhận thông báo từ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn.